Mèo cầu bình an. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị một tờ giấy trắng, ba cây bút màu, một cái đồng xu. Tờ giấy trắng thì chúng ta cắt thành hình tam giác, xong chúng ta lấy ba cây màu tô ở ba góc, ba góc của cái hình tam giác. Tờ giấy trắng thì chúng ta ghi tên của người mà mình muốn cầu bình an đó, cầu bình an, cầu phúc, hoặc là cầu cho tai qua nạn khỏi, đi đường đường bình an á, thì mình ghi tên của người mà mình muốn cầu đó, mình ghi vô, mình muốn cầu nguyện cho người đó rồi mình ghi vô, ghi tên Nguyễn Nhân A, Nguyễn Nhân B gì đó ghi vô. Xong mình đặt cái đồng xu lên ghi tên cái tên nha, rồi mình chắp tay lại, nhắm mắt lại cầu nguyện. Mình đọc câu hàng chú là nhất sinh bình an, nhất sinh bình an, nhất sinh bình an. Mình đọc 10 lần, nam nữ cũng đọc 10 lần hết. Sau đó là cái tờ giấy thì mình đem đi đốt, còn cái đồng xu thì mình giữ lại. Mình giữ lại như là một cái lá bùa bình an vậy nha, mình giữ hoài hoài luôn. Cái mẹo này thì rất là hay nha, mọi người làm phải thật sự là tin tưởng. Trong quá trình mình làm là mình phải âm thầm lặng lẽ làm, không được nói chuyện, không được kể cho ai nghe. Tâm cầu nguyện cho cái người đó được bình an thì mới hiệu quả nha.